tiếp tục quay về các chị ơi. Thửa đất này đặc biệt, hai mặt tiền, đây là hướng tây, mặt bên kia hướng đông. Xây nhà mình xây hai mặt đều được các chị nhá. Lợi thế của thửa đất là hai mặt tiền đất sau, đường bên này 12m và đường bên kia cũng 12m các chị. Ở đây là khu Vincom ha, mình có thể gọi là khu dân cư Vincom cũng được các chị. Thửa đất của mình nhìn từ trên cao xuống này các chị, ngang 5, dài 19, hai bên là hai con đường lớn luôn anh chị nhá. Tất cả hai cái đường này đều thông hai đầu, xây nhà hướng nào cũng được anh chị ơi. Ở đây là vị thế là Vincom Di An, là ngã tư 550 anh chị, ngay đây luôn, trong khu này luôn, 300m thôi, rất gần anh chị nha. 90m2, thổ cư hết và sổ hồng riêng anh chị nha. Hồi nay em quay cái mặt trước đó quý chị ha, mặt trước đó hướng tây, mặt này hướng đông, hai mặt tiền đó quý chị ha, xây nhà mặt nào cũng được anh chị nha. Tuyệt vời chưa ạ? Đó là điểm cộng của thửa đất mình. Xem cái đường này, đường bên đây cũng 12m anh chị, thông hai đầu. 12m là mình tính cả vỉa hè anh chị nha, khu dân cư mà. Với cái thửa đất này là hai mặt tiền trước sau, đó là cái lợi thế anh chị nha. Mình mở cửa bên đây cũng được, mở cửa bên kia cũng được, và điều đặc biệt hơn là xây tự do. Mà vị trí ở đây là Vincom Di An và ngã tư 550 thì anh chị ơi, tuyệt vời. Phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, gần Thủ Đức luôn, một đường thẳng là về chợ đầu mối Thủ Đức anh chị nha, rất gần nha. 4 km thôi. 3,95 tỏi, gặp chủ đất nói chuyện, thửa đất hai mặt tiền anh chị, sổ hồng riêng nha. Em xin cảm ơn.